Chào mọi người, hello hello, mọi người thấy có gì lạ không? Hôm nay video bắt đầu ở nhà Yeti, tại vì Yeti đã đá Wan ra khỏi video nào rồi. Hôm nay sẽ không có Wan, Yeti sẽ là chú xì. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài thôi. Ủa ai vậy? Ê, tao nói là không có mày rồi, hôm nay tao là chú xì rồi. Nghe, hôm nay mày làm cái gì? Mày làm cái gì mà mày xây cái cục bự cho bá lửa vậy nè hả? Mày thấy cánh cổng địa ngục của tao xây chưa? Tao không cho mày chơi, tao đã nói là tao đá mày ra rồi. Trời ơi, cái cánh cổng địa ngục này đã bằng cánh cổng địa ngục của tôi hôm qua phải mấy quý vị? Quý vị có thấy cái cánh cổng hôm qua của anh đẹp hơn con núp không mọi người? Trời, cánh cổng của mình xịn sò hơn cái con núp nhiều, mà cánh cổng này cùi bắp lá gai 12 con giáp luôn. Trời, gì mà tốn đường vô, mà nhìn nó ghê quá trời. Ôi mà chết đi. Mày nghĩ sao vậy? Ủa? Ủa gì đây, gì đây? Nè, cánh cổng địa ngục của tao đứng ở trong được luôn nè. Mày làm cái gì kỳ định lùm lùm ở đây vậy núp? Chết rồi, tao ngu rồi mày ơi. Chết mày rồi. Làm gì vậy? Mày núp quá. Tao quên mày. Ê, quăng cho tao cục đất coi. Quăng cục đất coi. Nè, tao sẽ giúp mày, đó chính là cái đường. Cái đường chui ra khỏi cái... À, mày hãy giờ, mày hãy được ra chưa? Ê, sao tao sai lầm vậy ta? Tao xây cái chỗ này tự nhiên ngay chỗ cái hồ nước. Rồi bây trời giờ tao đi lên không được. Trời ơi, đúng là mày xây núp chứ. Rớt đây coi như là bị nhốt trong cánh cổng luôn mọi người ạ. Trời ơi, đúng rồi, tự nhiên sai lầm vậy ta. Tao hỏi mày cái mày làm gì mà tới... À, cái đình ghê vậy đúng đó. Rồi, đúng rồi. Đây, hôm nay chúng ta sẽ chế một thứ vũ khí rất là bí mật. Đi lạ bí mật à, tao nhớ rồi, hôm qua mày ganh tỉ tao chế được những cái cánh elemental. Hôm nay cái mày chơi mà đặc biệt mày chơi mày ở bộ mày chế cái cánh... Ủa, cái này chế được tối được hả? Ghê mọi vậy. Mọi người nhớ hôm qua không? Hôm qua mình chơi cái cánh... cái cánh gì ta? Cánh nguyên tố đất lửa nước điện gió sắp xét ở bờ bóng tối. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là bây giờ mình xuống địa ngục luôn, sẵn có cánh cổng xuống địa ngục nè. Đi xuống địa ngục. Đi xuống địa ngục. Gọi nhưng mà mày đi. Nhưng mà mày có thấy cánh cổng của tao hôm nay ghê không? Ôi, để mọi người đánh giá xem cái cánh cổng của con núp đẹp hơn hay là cánh cổng của Wan đẹp hơn không mọi người? Của tao à không, tao phải nói là của tao là cái gì ta? Cái hộp địa ngục. Cái hộp đầu mày chứ cái hộp. Cánh cổng của tao đẹp hơn nhiều cái cánh cổng này, cánh cổng này cùi bắp bốn đường luôn mà đi cái cánh năm cổng này tao nghi bốn thế giới khác nhau anh ơi. Ok, bây giờ mình xuống dưới mình tìm con quỷ lửa đi. Bây giờ con quỷ lửa trước tiên nè. Nhưng mà mọi người biết là bây giờ mình làm cái gì chưa? Ha ha. Tức là mình sẽ làm giống như cái cánh ngày hôm qua đúng không? Không. Nhưng mà cái vũ khí này hả, trong gương này hả? 8 cây chi đình này hả? Sẽ biến thành 8 cây chi đình, 8 nguyên tố. Nè, ta chuẩn bị cho ta có cái xúc hôm qua rồi cho mày nè. Mày xúc ra cục đất đi. Ai làm thử cục đất trước đó bây. Kìa, cái xúc này có thể xúc cục đất còn nguyên vẹn. À, ấy. Tao có đất nè. Không, cục đất đâu được đâu, cục đất xanh mới được. À, cục đất xanh hả? Ờ, đất xanh mới được. Tao quên, tào lao. Mày làm gì, mày muốn làm năm hả? Rồi, mày lấy cái thi đình mày dọc ra ngoài đất, chứ là cái cục nè. Kia. Quăng cái thi đình ra, quăng cái cục đất ra. Bập. Ê, mày lụm rồi, đưa tao. Ê, sao nó bập. Chứ kì, mày quăng sida, đưa tao quăng cho nè. Đưa tao quăng cho. Ê, chắc là hai đứa quăng mới được. Ủa, cùng một đứa quăng mới được. Ủa gì vậy? Ủa, gì kỳ vậy? Như có gì đó sai sai mày. Hay là cái chi đình này nó bị lỗi mọi người. Ê, thôi trả đi, tao làm cho mày ơi. Tao thấy tay mày thúi quá luôn á. Thôi, tính gà nó bị gì á. À, ê. Được rồi nè, được ra. À, trời ơi. Mọi người ơi, vậy là hôm qua nó chỉ ngu rồi. Trời ơi, mọi người chỉ định nó lỡ một chút. Mọi người tưởng đá xanh như hôm qua chứ ai người này là đất cục đất nè mọi người. Cục đất cùi bắp lá gai. Cục đất là giờ sao, vừa quýnh ra đất hả ta? Đâu, đưa cỏ coi, nó đưa cỏ coi. Đưa coi, mừng ơi, quăng coi, mừng ơi. Ê, mà sao mình ngu vậy ta? Tự nhiên mình cho nó xài trước, ngu vậy. Ôi, cái này mày, trả tao. Tao quăng chân lại cho mày coi nè, nhìn nè. Ủa, cái cây gì mà quăng khó vậy? Robo. Cái này là dùng kỹ năng gì đây? Right little to chill này. Ủa sao đất đâu trời, không có đất. Hình như quýnh mới ra đất mời. À, quýnh nó ra đất. Ủa đâu có. Ra trái tim mà. Nhưng mà tao thấy đất nó rớt tung té. Đất nó ra tung té kìa. Ôi, cái này sao mà không có đất ra. Cái này ếch chi đình mày. Ếch chi đình này. Ôi, cái sao mà. Đâu, đưa tao coi coi. Đây này, mày quăng nó coi. Mày quăng nó coi. Đâu rồi, đó đâu rồi. À đây. Ếch chi đình. Đúng rồi, có ếch chi đình nè. Tên nó nè. Tao quăng vô mặt mày. Trời ơi chăng. Ủa, kỳ nhờ, sao nó không có hệ nguyên tố gì hết, dở mạt vậy ta. Thôi làm cái khác thử ơi. Cái này nó quýnh nó có khả năng như là đóng đất. Ở gì phải gọi là đâu? Kết đất cho mấy ông dân làng mày ơi. Quýnh mấy ông dân làng cắt luôn. Đâu được quýnh mấy ông dân làng thử coi. Kỳ, đưa đây coi nó, đưa coi tao thử coi.
cây này có khả năng là quýnh nó phải kết đất lại chứ đúng không nhờ? Gọng hết cỡ coi nè, bắn nè. Ủa cái cây nó kiểu như là kỳ nhờ, có đất rớt ra mà không? Không, nó bị kết kiểu dạng cái đất nó bị kết luôn ấy. Ủa hay là sai cục đất rồi ta, hay là đất của bắp mày? Làm thử cái khác thôi coi mày. Chả biết gọi núp ơi, cây này chỉ có dành cho những người đàn ông mới có thể ha, mới có thể là dùng được cái này thôi. Mày đưa lại cho tao. Trời ơi, trời chém gió kìa mọi người. Đó, tao đua mày nè. Đó, đem đi. Rồi, đưa đây ta con. Nhìn nè, nhìn mà học hỏi kỹ nè. Nhìn cho kỹ vô nha. Tập quan này lấy đạn. Từ, để tao búa vỏ đã. Từ, bình tĩnh. Xem đây, vỏ yêu. Ủa gì á? Ấy trời. Tập lại. Ủa, em biết cục đất luôn kìa. Đó, khả năng kích đất á, mày không? Ôi, không biết hình cục đất á. Ê, nhưng mà tao... Mày ê, không, mày đất không? Sôi lên kìa mày. Mày thấy không? Mày thấy cái cây đinh ba chưa? Ừ. Ủa, sao cái cây này mày còn cầm? Đó, nhìn kìa, thấy chưa? Nó quăng cây đinh ba vô đất nè. Đói, mày nhìn nè. Trên mặt đất mày nhìn cho rõ. Đâu, tao dùng thử coi. Không được đâu, mày không thấy được đâu. Đói, thấy chưa? Thấy ghê chưa? Ê, được nè mọi người, thành cục đất thiệt luôn nè mọi người ơi. Kỳ nè. Dạ, sao dây tay ông đủ kỳ dạ. Đây là cái đàn ông xài thôi, cái sao được đâu. Kỳ vậy ta. Thôi nè. Đi làm cây khác rồi, tao ghét rồi, tao không chơi cây này nữa đâu. Mày thấy gì ghê chưa, từ để tao quăng cho tức tường nè, mày nhìn cho bức tường nè. Cái cây nó màu xanh mày thấy không, mày thấy cây màu xanh lá không, thấy không, thấy không, cây màu xanh lá chưa. Nè, dây tay nhìn rõ nè, dây tay qua đây nhìn nè. Quanh sẽ quăng cho mấy ông dân làng ở bên đây nè. Tất cả các ông luôn nè. Một nhìn cho kỹ vô, dây tay tới gần đây. Đó, tới gần đây. Nè, 1, 2, 3, bắn nè. Ủa sao, không quá. Đâu, ông thành cục đất rồi nè. Từ, quăng ở giữa nè. Thằng trai cái đứa đòn hoài, tức ghê á. Đâu. Quân đám mới thành đất hả? Chả đứng gần tao bị đính đất. Tao có khá là đất nhìn nè. Chà. Ôi. Thấy gì cơ chưa? Tính ra là nó đánh lam hết luôn mày. Lan ra tất cả mọi người. Chưa, chưa, được rồi, được rồi. Ê, bây giờ tụi mình xuống địa ngục ơi. Quan có cây này, Quan hãy giúp TT. Có được cây tiếp theo là cây lửa. Bây giờ xuống dưới địa ngục. Ê, đi. Ê, được á, tao thích cây lửa, làm cây lửa đi. Ê, cây lửa cháy nhà thôi. Ê, giờ mình là cây nước đúng rồi. Hôm qua mình có cái cây bóng tối ghê lắm á. Ừ, cây làm cây nước đi, tao lấy cái bóng tối cho nè. Nước hả? À, tao có xô nước rồi nè. Ê, xô nước. Tao có xô nước rồi, lấy cây truyền đền ra. Chắc hai cây luôn. Rồi tao có đất rồi này. Cầm mày biết không, cái cây này là cầm tao có khả năng bay lượn luôn mày. Ý như tại vì tao là con trai mà mới có sử dụng năng lực của thằng á. Đâu, đưa đây tao. Nè nè. Cây À không, tao làm cây nước trước đi. Mày làm blast trước không, làm blast trước đây. Tao mới lấy được cái con nhện thối nè. Đấy, màu đen kìa, lượm vô đi. Quăng kìa. Đây, quăng cái nào trước cũng được không ta? Tao nhớ. Cái nào trước cũng được à. Đây. Bập. Ú. Đâu rồi, cái blast đâu rồi. Ê, mày quăng. Đất truy rồi nè. Cái blast cầm vô đen thui luôn. Ê, đừng quăng tao nha, quăng như con nhện á. Con bạch tuộc thối. Ê. Thôi quăng nó mất sao mày? Coi chừng mất á, quăng gần mấy nhân làng nè, quăng mấy nhân làng nè, quăng mấy nhân làng à. Hí. Trời ơi, mày quăng nó dở ẹt luôn ha. Mày để tao review cái nó ơi. Mày để tao review cái này, mày lượm lại cái đó đi, dính dách rồi kìa. Đó, đưa tao cầm cho. Ôi, cầm cho có năng lực liền à. Thôi mình cầm cái kia. Rồi đó, nè. Thấy chưa, để quanh cầm cho này cái bóng tối mọi người ạ. Nhìn nè, nhìn rõ nè. Đứng gần mấy ông này đi, Hí, mình né, mình né. Ui. Trời ơi, ê, cái đầu của mày. Trời ơi, nó dính cục cái đầu luôn rồi mày. Mày dính cục cứt luôn rồi. Trời ơi, quýnh dính cục cái đầu, trời ơi, ghê quá. Mày tránh xa ra. Ủa, gì đâu mất cái đầu. À, có cái đầu lại rồi. Tao biết rồi mày ơi. Khi mà dùng cái này á, người ta tàn hình luôn đó mày, nhìn nè. Ủa, qua đâu? Họ thấy lại rồi, đâu làm lại coi, Ê, mày tàn hình luôn rồi, đâu, ông này đứng ra coi. Ủa, sao tự nhiên tàn hình luôn vậy mày? À, giống cái cánh hôm qua mình bay á, cái cánh cái này nó cục than rồi, nó cục than đúng rồi. Giờ, bây giờ mình làm cục nước mày đâu rồi, mày làm cái điều đâu nước rồi, mày làm cái nước rồi. Tao làm cái nước, ê mấy cái cây nãy như mày cầm đúng không, giữ nha. Ờ, tao cầm rồi nè, tao cầm hai cây rồi nè. Rồi, cây qua nước tờ, này, cây thôi. Qua tờ. Nó cho mày chơi á. Ê, đấy. Tính này mày sướng quá, mày được chơi hết luôn à. Mày tao là con trai tao mới dùng được chi đình thôi. Bây giờ cây này chế thôi, tao dùng chứ ai nữa. Mày có mày coi ông thằng Bỉ nó bị cãi đâu có lần gái không. Lại lên trai thôi. Ê, sao mấy ông này mang cục than hoài vậy? Quýnh ông lọt xuống nước luôn anh ơi. Ông lọt xuống nước luôn này, nhìn nước nó bắn ra đường nè. Bắn lên nè, nhìn kỹ rồi. Nhìn kỹ không?
Ủa, ông rơm dưới nước ở đất luôn rồi mẹ ơi. Nè, nhìn cái cây đinh ba của tao là cây nước nè. Thấy không, cây đinh ba nước thấy không? Quăng ra mà nước mà nhìn kỹ vô, mà nhìn kỹ vô, mà zoom kỹ vô nha, mà zoom kỹ vô nha. Nè. Đợi tao xíu. Đó, thấy không, thấy, nhìn kỹ vô. Ờ, thấy. Nó biến thành cây nước luôn đúng không? Đó. Đó, quăng trong dân làng này, nhìn ông quăng làng này, dân làng nè. Đâu, rồi. À, nó biến thành cái cây nước luôn mày, màu xanh. Ừ, đúng ghê luôn ấy. Nhìn nào. Bắn mấy ông dân làng hả, mấy ông dân làng tụt xuống dưới đất luôn hết luôn á. Ờ, có nước nó chụm lên đó mày, có nước chụm lên. Ê, vậy là mình bay mấy cây rồi. Ờ, đất bóng tối nữa. Ê, vậy là cây lông gà, con lông gà, kiếm con gà đó ơi, con gà. Con gà hả? À, tao thấy rồi, đây nè, con gà nè. Tao lấy lông gà cho. Thôi, tao đi lấy chi đền. Vậy đây mày. Ê, bỏ mấy cây chi đền nó vô trong rương đi. Có lông gà nè, tao bay về cho. Bỏ mấy cây chi đền nó vô trong rương đi. Ở đây, để lên. Quân lính đâu? Quan đâu? Cái gì vậy? Có 8 cây à mày, khùng quá núp. Có 8 cây nè, phi đờ nè, dục ra luôn. Dục cái đó, dục phi đờ ra, dục cái đó chứ dục phi đờ ra. Bùm. Ê, ê, đi nhanh mày ơi. Tao đứng chạy nhanh luôn, nó bên tao đứng rồi, mày đâu chạy nhanh theo luôn nè. Ê, tao được chạy nhanh rồi nè. À thôi, tao thích cây này, tao cầm. Ê, mày quýnh một cái ông dân làng bên trời luôn đó. Mày lại quýnh ông dân làng á. Bắn ông rồi. Ê, em kêu nước đi bay. Không được rồi, phải đưa tao bắn ông mới bay. Cái kỳ á. Nó cây cây thì chỉ có đàn ông dùng được thôi. Nè, nhìn nè. À. Mày thấy không? Thấy không? Ông bay lên trời kìa, ó chưa? Mày muốn bay không? Cho mày bay luôn nè. Ê, tao không có bay. Ê, mày bay không được. Ê, nhìn cây này, nấp nhìn cây này nè. Nó ra màu trắng hay không? Ừ, thấy. Nó ra màu trắng kìa mọi người ơi. Nó màu trắng á. Nó ra màu trắng kìa. Từ từ tao quăng vô bức tường rồi nó không dính lại bức tường rồi. Nó không dính lại được, cái cây này kiểu như nguyên tố này bắn cái nó bay luôn, mất luôn mày ơi. Ê, vậy là mình có mấy cây rồi, từ từ coi mấy cây rồi. Mình có tổng cộng 1 2 3 4 4 cây rồi. Bây giờ mình cần cây gì ta? Mình có xuống lửa, ô lộn xuống đi rồi. Băng, lấy cục băng. Lấy cục băng nè, bắn nè. Hình như lấy cục ai là mày bắn ra băng được á nè. Dục ra luôn đi đó, dục cái tri đình ra luôn. Mày dục tri đình ra được rồi, không cần lượm nữa đâu. Đó, thấy chưa? Thôi quăng ngay, quăng đây. Tức quá à, tức quá mọi người ơi, với tí không được xài, toàn làm được cho quan xài không à, tức quá đi. Nhìn kìa. Đâu. Ghê ghê chưa? Nè, quá nhìn nè, quanh bắn đóng băng thằng này luôn nè. Ôi. Thấy chưa, ghê không? À, đóng thành cục băng ôi, luôn. Vậy là bây giờ á, có cây băng rồi. Vậy giờ mình xuống địa ngục, bây giờ xuống địa ngục mình lấy cây sấm sét. Ôi, cây sấm sét là của chết mày ơi. Vậy là mấy cây ta? Bây giờ mấy cây? Cây sấm sét là mình phải đi kiếm cây... Cây này chạy nhanh nè, cây đó mày cầm chạy nhanh nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi. À, màu trắng là lấy xương. À, chứ đó. Nè, quan, quân lính. Ủa mày đi đâu lẹ dữ vậy? Ủa, tao xuống cánh cổng đi nhanh lắm Núp ơi. Ủa sao mày đi lẹ như con chó vậy? Ờ, đi đúng nhanh luôn á. Ờ. Rồi, tao đứng đây đợi. Mày, quân lính, đi lẹ kiếm cái gì quên rồi, quay quỷ lửa cho tao. Mày được ở đó đi, tao bay qua đây tao quýnh con quỷ lửa mày coi đi. Ê, mình cũng bay được nè mọi người ơi, mà sợ chết quá à. Không dám xuống đâu. À, mày đứng đó mày đợi đi, đợi tao lấy quay quỷ lửa về cho. Trời ơi, tao có cái đinh ba. Đinh ba đất này cho tao quýnh. Kinh quá trời ơi, tao quýnh cái đinh ba đất này đúng ghê luôn nè. Tao dùng đặc quyền tao dịch chuyển mày qua núp. Trời, gì dung nham tờ lừa rồi dây. Ơ, bắn nè, tàu nè, nhìn nè, mấy con này người ta đóng đất rồi nè. Mấy này người ta đóng đất rồi nè. Ồ, thấy chưa, nhìn nè. Chạy. Ồ. Ghê chưa, thấy chưa. Ê, tụi nó đóng đất á. Vậy có rớt ra que không mày, chơi ngu đi. Có chứ, tao lừa được mấy que rồi nè. À, hay đấy. Đâu rồi? Từ, đợi nó ra nữa. Ê, nó ra nè, nó quýnh tao kìa. Từ, tao đóng đất cho. Mày hả bưởi. Chạy. Ê, bây giờ mày phải lấy xương nữa, mày lấy xương nữa. Ôi, cái đinh bà này kinh quá đúng rồi, cái đinh bà này đóng đất toàn bộ luôn á, để tao lên lấy xương đó. Tao quýnh mấy thằng sờ ke lon ton đó. Chù, bữa nay mày có được đặc quyền ghê ha. Ôi, con tao vô là tao dùng là mát năng lực luôn đó mày. Rồi, tao có xương. Ôi, xin lỗi mày, tao về trước nha. Bye bye. Năng lực này tao không thể chết được, mày là đồ điêu ngoan. Ê, sao tao chưa chết nữa trời. À không, tao đang cầm cái cây này, tao chết không được. Rồi thôi tao chết đi cho lẹ lẹ.
Thôi tao bay về đây, mày là chết đi, tao sao không chết được, tại vì tao là sở hữu năng lực quá là kinh khủng. Không, hồi nãy tao cầm cái cây xong tao có năng lực luôn mà tao không chết được luôn mày, bất tử luôn. Trời đất. Trời ơi, cánh cổng của mày nguy hiểm quá. Tao vô cánh cổng một giây là nó qua một cánh cổng mới là chưa kịp. Tao chưa kịp rớt nước được luôn á đó. Nè nè nè, bây giờ mày dùng cái lên ba đây, tao đem về cho ba loại nè. Đó chính là fine bột xương. Ba được ba cây nữa, tao được mấy cây rồi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cây, cây của mày là cây thứ 6 đúng không? Ê, mày mới lượm hết một cây Trident rồi. À đúng rồi, tao lượm cây Trident rồi. Chỉ là ba cây cuối nè. Nè nè nè. Mày quăng Trident ra. Mày lượm hết một cây Trident rồi. Đó, mày vừa có một cây mới kìa. Cái gì vậy ta? Like. Ôi, cây này cây like. Ê, Dũng ơi, Dũng ơi, Dũng ơi. Cây like hình như là quýnh một cái là glow được hay sao? Ui, biết cái hiểu người lâu rồi, kiểu như là mình nhìn xuyên tường được á, bây giờ mình nhìn xuyên tường được mấy ổng á. Ủa, tao thấy ổng nổi cái bùm gì ghê lắm mà. Tao nhìn ánh sáng hả? À? Ánh sáng tuyệt đối hả? Đâu có không cái coi. Nè, tao bắn mấy ổng ánh sáng không thấy gì mày ơi. Ồ. Ánh sáng không à? Ánh nó sáng là mà bùm một cái thôi. Nhớ là cây này ghê nè, dục đi. Cái này là gì vậy mày? Dục ra biết liền à. Không phải đâu. Mày cầm canh trên tay mày là cây của Zed, năng lực của Zed cực kỳ ghê luôn. Ủa, Lightning. Ê, màu vàng thấy chưa mày, thấy không mày? Lightning Trident. Như này. À, đi ra cái. Wow. Dừng lại cho mày biết rồi nè. Ê, hai ông mày. Ơ, trời. Ôi, mày thấy không cái đỉnh ba trong màu vàng thấy không núp. Bắn cây ra kia. Bắn cái coi, ê, quăng vô tường cái coi coi. Quăng tường tao coi coi. Ủa, nó màu vàng kìa. Ê, mày chơi ngu núp ơi, đập lửa núp ơi. Trời ơi, mày chơi ngu quá. À, thì ra là đốt nhà quá. Ây da, có cái lửa nè. Cái lửa kìa, lại lên, lửa cái lửa. Đâu rồi? Trời ơi, chơi đánh lén mày ơi, đánh lén tao. Tao đang dùng đinh ba kích hoạt cho mấy chai dân làng để biết phù thủy hết. Ủa, mày bắn chéo, vàng ghê ha. Ê, quăng cái lửa ra đây. Ê, thằng cha đó được. Nè, cái lửa, cục lửa nè. Xa quá. Chụp qua. 1, 2, 3, dục. Từ. Ê, tao lượm luôn mày, tao lượm luôn nè, tao có cây lửa luôn nè. Vậy là đứa nào đứa gần đó, nó lượm gì? Rồi, ok, tới thử nào. Cháy nhà tao, ngu. Thằng kia. Chết rồi, nó phản rồi, mọi người ơi, cháy nhà tao. Ê, quăng cái này nó dính được, nó mời. Ê, để tao thử cái điện coi, có dính không nha. Ê, nó dính đẹp quá vậy. Ôi, sao cái điện không dính được. Ê, nó dính đẹp quá mày, quăng tiếp đi. Đâu cháy nhà đâu. Ê, cháy nhà kìa. Ngu. Cháy nhà, ôi, cháy nhà rồi mọi người ơi. Cháy nhà. Cây lửa mới dính được thôi, đúp ơi, cây lửa mới dính được thôi. Nhìn kia, nhìn nấp, nhìn dưới chân này, nhìn sát vô. Ôi, cây lửa kìa, đẹp quá. Ôi, nhìn kia tao quăng vô cánh cổng địa ngục kìa, tao quăng ra cánh cổng địa ngục kìa. Ê, quăng vô trong luôn được không? Quăng vô giữa được không? Ê mày, nó đi xuyên mày, nó về địa ngục luôn mày ơi. Đâu? Ở nó về địa ngục luôn mày ơi. Về địa ngục luôn rồi. Ừ, đúng rồi, đâu có ra bên này đâu. Trời, về địa ngục thiệt. Nè, nó quăng vô luôn nè, nó đi xuyên vô luôn cánh cổng luôn, thấy không? Mày nhìn sát cho cánh cổng đi. Mày nhìn sát cho cánh cổng á. Sao? Từ từ. Tao không thấy mày ơi, tao đứng xa xíu. Mày lùi ra tí đi. Mày lùi ra tí. Bắn coi. Thấy chưa, nó đi xuyên cái cánh cổng luôn ấy. Nó đi xuyên luôn rồi. Bây giờ nó bây giờ không nè. Có đi ra bên này mà. Bây giờ qua đây nhìn anh nè. Đây giờ là công thức kết hợp tất cả cây hệ nguyên tố cho nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cây nè. Rồi tao mày. Rồi. Từ từ. Nhìn thấy cái đất chưa? Ê, từ để tao tiêu diệt mẹ này đó. Mày già phù thủy. Ê, bây giờ xung quanh người mình lửa không à. Ủa, mày nhìn kìa, nó bắn không dừng lại. Bắn không phù thủy kìa. Ui, đẹp quá vậy. Ui, trời. Ôi, miếng chai này trâu ghê á. Nhìn nè, bây giờ mới đặc biệt nè. Trời ơi, làm cho tao bị nhìn nè, nhìn sát vô, nhìn sát đất nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Ê, gì vậy? Ủa, sao tao rớt vậy? Mày đảo mất tiêu rồi. Sao tao rớt rồi? À, trời, cứu tao lên. Help me. Né ra. Sao thì vậy ta? À, mày chết rồi, để tao cho mày đi, tao cho mày đi luôn à. Mày có thể nào? Ừ, đúng rồi đó, cảm ơn. Coi nè, tao quăng mày đứng xa ra tí, tao quăng lên là có hiệu ứng hết đấy. 1, 2, 3.
4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. Ủa? Rồi quăng ra coi mày, quăng ra coi coi. Wow. Đâu cái chi đình đâu rồi? Tao có cái chi đình có tất cả các hệ nguyên tố trong tay rồi. Ê, tao đứng gần bây giờ xung quanh người tao cũng có những cái effect đó luôn mày. Ê, ủa? Nhà tao mà qua. Nhà tao mà mọi người ơi, quên phán gì với đi nữa rồi. Cho tao sẽ ra qua xa hết nha mày. Mày phá cánh cổng địa ngục rồi hả? Rồi lấy gì đi? Ủa chết rồi, phá tán quá. Tao quýnh nó rồi mọi người. Tao sẽ tiễn mày. Ê, mày bay như chim vậy mày ơi, mày có cái gì đó mày bay như chim vậy. Trời tức quá. Tức quá. Tức lắm. Cái này tức quá mọi người ơi. Trời mình có hề hiểu gì nhận lắm, gì tiên cũng bại vậy thôi. Tức quá đây. Tức quá, mình không dùng được mọi người ơi. Sao kỳ vậy ta, mình không dùng được. Trời ơi. Được lắm nha. Nha. Ê, tao bay được rồi mày. Không phải. Do qua anh quýnh mình bị bay. Ủa, nhà núp kìa núp ơi. Giờ mày nhà mày còn kim nóc mà núp ơi. Đỉnh ao luôn, nhà mày thôi còn mày kim nóc. Thôi mày bấm cho nó hết luôn đi giùm tao một cái. Thôi mày đi đâu? Đâu đâu. Thôi được gọi cho qua tao kiếm nhà mày. Hai được rồi, chắc là bây giờ thì chắc mình sẽ tạm biệt mọi người. Hai mọi người, mình đã sở hữu siêu năng lực rồi. Bây giờ... Ê, video của tao mà mày không mọi người ơi. Yeti đây. Tạm biệt mọi người. Chúng ta sẽ kết thúc video tại đây. Và hôm sau sẽ có video khác hay hơn. Mọi người nhớ nhấn like, ủng hộ cho tụi mình nha. Con quán chạy đi kìa. Ra đây, chào mọi người mày. Bye bye. Bye bye mọi người, bye bye mọi người. Bye bye, bye bye.